Vâng, chào mừng các bạn đến với trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay giữa Bowgamer và SC Việt Nam. Chúng ta đã ở trận trước khi thắng ACA và free win với lại Taina. Vậy đây là trận cuối cùng, giờ chúng ta sẽ chắc sức đi vào vòng playoff của giải NXT Evil Season 2 rồi. Thế đó chỉ là game thủ tục mà thôi. Và sau gần hơn một tiếng chờ đợi thì chúng ta cuối cùng mới được cái game rồi, mừng rơi nước mắt luôn. Còn về Bowgamer thì mình sẽ cung cấp một số thông tin cho các bạn. Bowgamer đó là tiền thân, không phải tiền thân mà là nó có tới 3 thành viên của team Redemption hay được biết đến là Arrow. Radiant Team Band. Đó chính là DDZ, Mojun và MTR. Đây là ba người đánh cho Redemption hay là các thành viên của Arrow cũ á. Tên này cũng là khá, cũng một dạng là khá mạnh ở thà 2. Và ở season trước á, season 1 á thì Bowgamer đã đánh bại Nexen 2-0 ở cái trận bán kết. Sau đó họ cũng vô địch luôn. Rồi nói về lực ban bích của hai bên thì Bowgamer thì họ ban đi Void và Black Rider. Còn bên phía Nexen là ban đi đó là Sun Demon và Orange Shaw. Ban đi những con này là hợp lý rồi. Khi mà bên phía của Bowgamer họ thường hay đánh cái playoff như thế này. Playoff thường có những con tay dài mà các tay dài có khả năng deal damage vật lý lớn. Và Nexen là bích cho mình đó là Oracle cũng như là Juggernaut. Còn Bowgamer thì đó là còn đầu tiên là Ultramachai. Họ đang có dành thời gian suy nghĩ rất là lâu cho lượt bích thứ hai. Không biết sẽ chọn hero gì đây mà vâng, chọn cho mình đó là Sun King. Bao gồm Gaming là của Malaysia các bạn, với 3 thành viên của Arrow thì đặt trụ sở ở Malaysia. Các bạn muốn xem băng bích không? Mình chèn cái hình băng bích luôn mà thôi đi, để bữa sau đi. 10 seconds remaining. Bích cho mình đó là Sun King. 5 seconds remaining. Sun King này chắc sẽ dành cho MTR thôi, khi mà anh đánh Sun King cũng khá là nhiều trong tổng số 18 trận. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trong tổng số 18, 20 trận thì anh quýnh Sun King 3 trận. Nó tỷ lệ cũng khá là cao á, 3 trận. 10 seconds remaining. Và phía nó xe nào ban đi đó là Invoker như Mocklin. Dire Team Ban. Và Alchemist đã bị ban đi ra bởi Bowgamer, đây là ban thứ tư của họ. Và nhắm vào đó Huska, sợ cái bộ đôi Oracle Huska. Đây là điều dễ hiểu rồi, khi mà Juggernaut có thể đi carry hoặc đi mid cũng được. Huska mà để con Huska mà mid đi đôi Oracle thì rất khó khăn cho cái Bowgamer. Khi mà mới vô chúng ta thấy là hai hero của họ là hai hero có khả năng đam điều đam mà xích khá là khủng. Cái Sun King, cái Epicenter nè, rồi cái nổ độc này cũng đam magic nữa nè. Đây thì có cái stun này magic nè, nói chung là toàn magic không à. Ban đi Huska thì dễ hiểu, ban đi luôn. Bích thứ ba bên phía của Nexen có Oracle, có Chuck và nó
Keeper of the và Light. Keeper of the Light. Dire team pick. Một hero cực kỳ hiếm thấy khi nhân xe đánh. Còn Keeper of the Light. Keeper of the Light thì thường sẽ dành cho một trận đấu mà có khả năng boost sớm hoặc là save. Tại vì Keeper of the Light thì với cái Illuminate của mình thì re-rip rất là nhanh và cái khả năng mà đi boost cũng mạnh và đép cũng khỏe nữa. Chưa kể tới cái coin của mình thì có thể là triệu hồi một hero đi boost chung hoặc là đi combat cũng là khá là tiện. Thì là nếu mà lên dậy xanh thì nó còn hồi máu cái illuminate nó còn hồi máu nữa. Và cho một tầm sai rộng vào ban ngày nữa. Như vậy là chưa gì hết là nó sẽ thấy một con Lyric mạnh rồi đó. Thế còn cái thật ra skill lợi hại như cái này là mana leak. Những hero mà nào mà chủ yếu mà vượt mana rất là sợ chuyện này. Nó y chang như là cái con nó y chang như cái anti của con Bloodsucker vậy đó. Nhưng nó khác cái chỗ là cái này là đi thì mất mana, còn cái kia thì đi thì mất máu, thì đi mất mana và hết mana còn bị stun nữa chứ. Còn một Disruptor dành cho Power Gaming. Như vậy là họ hướng đến cái việc đi gank sớm. Ba con đầu tiên là toàn là những hero đi gank không? Machamachai, Sankin, Disruptor đi gank cực kỳ khỏe luôn. Disable khủng nữa. Hai cái Disable khủng đến từ phế của Machamachai và Sankin, Disruptor với cái Limmer cũng như là cái Satan. Cái Lim với lại cái Storm của mình. Chọn ngay cho mình một hero trâu về máu và cả giáp luôn, đó là Timbersaw. Chưa kể Timbersaw còn đi một lượng đam đam peel cực kỳ lớn. Nên cái 3 skill này gần như là đam peel hết toàn bộ luôn. Cái skill này chém vào cây thì nó mới peel, rồi cắt cây thì mới peel. Nói chung là 3 skill này là peel hết. Và Storm Virus dành cho Power Gaming. Storm này sẽ được đánh bởi DDZ thôi. Và như vậy là còn con cuối cùng đó là Carry. Bunny mình nghĩ là chắc cô là bằng Bunny đó là con hai em rồi. Chắc cô thì đây là một Carry có thể nói là quýnh khá là đa dạng, con nào quýnh cũng được á. Và đa phần thì ở đây thì thấy đánh mọt với là chóc nhiều, mọt với là chóc trong 20 trận đó. Nó là 20 trận mà anh quýnh mọt tới 4 trận rồi, chóc 3 trận. 5 seconds remaining. Như vậy là Bunny chóc rồi, bây giờ thì có thể sẽ là mọt. Đây là Bunny chỉ còn Bunny Weaver. Sorry, đó là Nick Assassin. Bunny Nick Assassin. Còn bích cái một cái lượt carry mọc linh. Hay là chọn cho mình OD. 5 seconds remaining. Reserve time. Còn một con chọn mình Sven rồi. Sven thì chắc cô cũng từng quấn vòng Mi Bow dành cho Next Gen. Okay. Game trước á, cái game hồi hôm trước á, quấn Mi Bow thì còn được, tại vì nó không có hero arm đầu game. Nhưng mà khi này đính bánh đi bầu thì hơi mạo hiểm một chút, mà có Sven với cái clear down của mình là Storm Spirit, Disruptor, Sunken và Omachai. Wow, cái này mấy con này Omachai với Disruptor có thể đi draw arm thì sớm được nè, để khó chịu cho Mibu được nè. Còn game trước thì game mà khi đấu với lại Skyball thì
thì đâu có không có nhiều đam, không có ai đi ro am từ sớm cho nên là mình bò farm được. Cái này thì hơi khó, hơi căng rồi nha. Rồi điểm qua là ốc của hai bên thì bên Phoenix Rand thì Bushin cầm cho mình đó là Oracle. Tiếp ra mình cầm Mipo, Kango cầm Chocolate, anh kính cận sẽ cầm cho mình đó là Keeper the Line, đạp phá bóng cầm cho mình Timber Shaw, còn bên phế của Power Gaming Mojun cầm cho mình Disruptor, MTR cầm cho mình đó là Sun King, JC cầm cho mình đó là Archimachai, Chaco cầm cho mình Storm và DDZ cầm cho mình Sven. Như vậy là đổi vâng đổi đỡ lên được giữa DDZ và Chaco. Và hai người này thì cũng giống như Jifra này vào về cơm thôi, đánh mid cũng được mà đánh carry cũng được. Mình thường thì thấy DDZ đánh carry nhiều hơn. Đây thì các sen thì bốn người tập trung ở dưới boss, còn trong khi đó thì bên phía của Bồi Hiệp Minh họ lại nằm, họ tập trung ở trên top. Như vậy là những cái run này sẽ chia đều hơn. Tập trung đây là tính coi có ai lượng lượng này không. Với được xe bầu khủng đến từ phía bên phía Bồi Hiệp Minh thì việc giết một người là chuyện dễ dàng thôi. Hai cái stun, một cái liên, một cái kéo, một cái stun ở đây nữa, quá nhiều, quá nhiều xe bồ đi. Stupendous. Cho ba trai chưa mua giày, Roam. Như vậy là những phút đầu game sẽ không có Roam. Không có Roam nhiều, ở đây sẽ phụ mid thôi, đứng đây phụ mid, phụ storm thành con Mipo này, con Gia thôi. Rồi sao vậy thôi, Harass vậy thôi. Team Bashoy đã bỏ, ông sẽ đi offline đi chung với Disruptor cũng như là Sven. Rồi một stun mà không có liên thì sao mà chết. Máu cái hồi kìa, đánh không chết nữa. Còn với boss thì Sun King sẽ đi với lại Chocolate và Chatterer. Bây giờ Nick thì Bushin cũng phải đi ra để mà bảo bảo kê cho Mipo rồi. Bây giờ chết rồi. Ôi Vũ à. Đây là một pha vòng sau đến từ phía của Archimachai. Wow, một pha quăng xưa là phát đánh cuối cùng, first blood dành cho Chaco. Và trên top thì sao đây, và đang dí vào một hit cuối cùng. Như vậy là 2-0 dành cho bên phía Power Gaming. 2-0 phải nói là hơi dễ dàng. Bên này thì bên phía bên xem hơi y một chút, họ y và đứng trong trụ, đứng sát trụ ở đây thì Storm nó không dám lao vào. Và quên tính đến chuyện là con cho ma trai nó đi vòng ở đây. Bây giờ coi như là Highland là thua rồi đó. Chỉ còn cái lên có cái lên boss này thôi. Bây giờ có mà cho ma trai nó đi lo ăn thế này thì mệt à. Không được, có giày cho giờ, có giày à, không giờ không mua giày. Là 14 dành cho cả đá bóng rồi. Nên đi một mình ở đâu thì đây thì Bushin đang bị có cái chú trai nó quấn. Trời ơi, một pha slow lại. Ở đây Mipo xuất hiện, có chói hay không đây? Chói hay không đây? Không chói, là gần chói nhưng mà
mạng của Bushin có nằm số rồi. Tức là mình nghĩ nếu mà có số một chút xíu thì chắc cũng Bushin cũng không nên đến nỗi bỏ mạng đâu nhỉ. Ba một rồi. Rồi, ok, mặt trời, bao khó chịu luôn. Có cho một phát slow nha, thấy đi lo rồi, thấy rồi. Có giày rồi, có giày thế này, đi loa âm sẽ rất là khỏe. Còn ở trên top, ở đây thì sao đang dồn down rồi. Solo kill đến từ Đạt. Disruptor có mạng nhưng ở đây vẫn còn Sven, nó quýnh rất là đau. Đang gõ lại nhé, xem đang gõ lại. Chắc thì không khỏe thôi. Này thì con sân trình nó cũng không làm gì được khi mà có. Trời, cà phê lợi ở đây. Tiếp tục mana thôi đó. Bây giờ thì chạy mất mana, không chạy thì mất máu. Nửa cây được. Đây là dịch sốc tàu phân ra chấm Sentry, thấy được cái Sentry đây à. Còn Different Heaven thì anh phải vào rừng rồi. Vào rừng khá là sớm, 1 phút thứ 4 là vào rừng rồi. Có một binh đến từ phía của Mojun. Anh thấy mid còn Evolve, đó là binh vào rừng luôn. Đây có Archimachai ở đây. Mình đi loa ra thì pha cấm Sentry đây mà không có con mắt nào kìa. Rồi mắt nó nằm ở đây để cover. Nó có hai con mắt ở đây cover cho Nipo. Cấm mắt rất là nhiều từ phía cả hai bên. Đây là hai con mắt, ba con mắt đến từ phía cái Sen. Một mắt mất rồi. Đây mắt này bảo kê đây sao. Hai người bên phía bao gồm game mình vòng ra. Nhưng mà có đây một sáu một pha lao vào. Có đây một pha trói lại. Rồi sao tên là xuất hiện rồi. Hút mana hết mana rồi. Một pha sân đến từ phía sân trên. Dùng đâu phía bên là tiếp là người bản rồi. Bây giờ có sự thị của chắc rồi nha. Anh có say có kịp có nhảy gì không? Không có rồi. Chạy khá là nhanh đến từ bên phía của Chumachai. Chưa có giày đến, chưa có giày từ bên phía Oracle thì rất là khó mà đuổi. Pha đó thì mid đỡ mid à, vậy lời tiền trong phía của ở đây một pha stun được, hút mana stun được, tiếp tục dồn ra vào xoay, cái xoay cuối cùng rồi, giết được mạng rồi. Stun cái họ sinh lao ra, chắc chạy tới chạy luôn, giết được mạng của cao tên lời đi, tiếp tục giết lên như không rồi. Không rồi, vì bầu này xuất hiện mà vẫn còn mana rất là nhiều đến từ phía của Storm. Cách để lờ như một cách tên của Storm luôn nè. Nhưng mà cái Analyst nó ấy vào đây là tôi kêu trang. Mana vẫn còn nhưng mà không đủ ra nhưng mà kết thúc. Có giày bay trên người của Mibau phút thứ 6 có giày bay rồi. Mà nhờ vào rừng từ những phút đầu tiên thì coi như là thì bầu cũng khá là xanh. Đây học mà chơi mà cha nó cứ đi vòng vòng này thôi. Đi đang đi kiếm đi bầu. Sân kinh có dài đã sẽ là dài mana thôi. Game này thì nó không sôi động bằng game trước. Game trước thì sôi động rất nhiều. Đánh nhau rất là nhiều luôn. Phút thứ 7 này mới có nhiều, mới có 9 mạng không. Game trước là như nãy là mười mấy mạng á. Tới phút 15 thì là 20 mấy mạng. Tính cả hai bên luôn á.
cái này tại vì cái co thì đều là co farm cả, không cần phải co farm nhưng mà không cần phải tạo khoảng trống. Còn game hồi nãy thì co farm nhưng mà co phải còn phải chỉ tạo rồi phải tạo khoảng trống thì không farm được. Thì chính vì tạo khoảng trống nên như game vừa rồi thì bốn người còn lại phải trong team phải đi liên tục đi đảo nhau đi gan những tạo khoảng trống. Còn đây thì có một pha xích sắt lao vào mana như thế thì sao mà biết được. Gian này thì khỏi đi, gian này thì cứ đứng farm hòa bình không ai làm gì nhau rồi. Nghe sang kênh có vậy mana thì chắc sẽ là kế tiếp sẽ là một chiếc blink. Còn lao thẳng vào trụ luôn. Radiant's middle tower is under attack. Vừa quay lên rồi thấy cái gì thấy nhớ trong trụ rồi thấy cái gì nghi vừa quay lên chết luôn. Còn pha lao ra thì cứ storm. Nó kéo lại xong kéo lại kẹt trời rồi. Đây mana không trời bắn cánh tức lên tiếp tục đứt sắt rồi tiếp tục storm. Một mạng dành cho storm. Vậy 6 năm rồi đi bao đây sao? Đang rất nhiều epicenter vô đang rất là nhiều nhưng mà vẫn không chết được. Một bạn phản ra rồi một bạn nhảy lên từ bên trong mà giết được mạng của sanh kinh rồi. Thế thì sao chạy đi chạy cho nhắm vô nhưng mà vẫn chết rồi. Đây một đống như thế này nó dí đâu 2, 4, 6 thì chạy sao nổi rồi 2 mạng nữa. Nhìn trên Nexen ở trên top thì ăn được mạng của team so thì ở đây phải trả mạng thôi. Bây giờ Netflix thì Netflix đang dẫn 100 mấy á. Kinh nghiệm thì 750. Ây da. Chỉ có Netflix nè. Netflix trên tàu đang gần so kè rất là sát nút giữa Storm và Vipo. Kế đó là vòng cứ dẫn như là so kè rất là sát nút giữa Sven và Chakunov. Nói chung là các co thì không chênh lệch nhau nhiều lắm. Nếu có offline thì chơi hơi nhiều. Hợp lại như là cái bổng thì sau ra là farm được hơn so với sanh kinh. Sanh kinh farm không được, anh còn chết cho mình 2 mạng. Đã cái bổng thì cũng 2 mạng nhưng mà ngược lại là chết 2 mạng nhưng mà ăn lại được 2 mạng. Và sanh kinh thì chỉ có assist rồi thôi. Invisibility. Rồi nếu mà 3 game tàu thắng như này biến tàu bản ở đây sao một pha dí vào có đặt lên sinh son đặt lòng luôn. Kỳ này khó thoát có đạt rồi, game đam rất là to nhưng mà Sven bật cho mình chỉ có Sven luôn. Nó đặt lòng mà nó chơi hội đồng như thế làm sao mà chạy nổi, có trống dành cho chắc là nấp rồi. Đang cố gắng chạy trụ nhưng mà trụ này nó còn khá là nhiều máu. Radiant's top tower is under attack. Còn bị vào một pha tên trói lại trói ngay rồi không có bớt tên thì vâng tiếp tục phải trói lại trói chết đến từ phía của Bushin mà mạng dành cho Deep Run hai bên trói quá nhiều. Ở dưới đâu đó thì vâng ở đây thì Storm lao vào giết cho lợi mà hết mana rồi. Rồi cố quá rồi, cố quá rồi, quá cố rồi. Giết không được người hết mana không thể chạy được. 97 rồi trên Xen. Ở đây thì sao thấy được con một pha nhảy luôn, thấy được nó trên pha trai một pha nhảy luôn. Tiếp tục nút đam, có mana lết rồi. Bây giờ xoay kiếm không chạy được ba người mới có bao người game lên bảng. Và 17 anh cho Xen. Không biết cái này có lên kèo không nhỉ. Dire's middle tower is under attack. Đây sang kênh đứng lập thập thò vậy đây đây. Sang kênh game này thọc dữ luôn á. Như thế này thì không biết chuyện nào với cái blink. I'll take your tribute. Lại không có level nữa. Không có level làm mạnh với cái skill gì nữa. Một bài stick. Một bài stick thì stick khá là bự. 1, 2, 3, 4, 5 gì vậy. 4 à, stick 4 à. Có cái xanh trên đường đi bao rồi. Ở đây thì sao một pha xoay kiếm đang dồn ra vào phía bầu cho Matrai. Một pha đẩy về đó hay nhưng mà có không có nhảy rồi. Giúp ra hai bình đi lao lên. Một pha stun. Có chọc rá, có lộn chọc máu. Một pha lao lên thì cũng đạt hơn. Một pha cho một kêu chất đôi mạng của cho Matrai. Bây giờ thì sao
Con Sanchez thì nó bị stun rồi. Còn kéo dây cuối cùng thôi, double kill khá là easy. Rồi, trụ này ăn là thừa thế xong lên, ăn luôn cái trụ này luôn. Còn có thể thấy là Bilbao có thắt cơ một và một nhảy rất là chối, xong một cái là chỗ đệ ra là chết con dịch xuống cờ luôn. À, nếu mà nhìn trên bản đồ thì thấy Bilbao có mặt ở khắp nơi luôn. Top, ở mid, ở bot. Bao không có mặt anh nữa. Phạm cháy máy rồi, bây giờ đang lên cho mình đó cái là Dragon Lens. Dragon Lens để tăng hình the mà vừa... Ủa lộn, tăng cái AG, lộn, tăng hình the. Nó lộn sao lại tăng AG mà rẻ nữa. Ở đó thì Storm vâng, vẫn lên cho mình cái Black Store cho mình còn khá là nhiều á. Ở đây là Fan đang ăn cái bài stun. Wow, cả máy xe là chết chết nhiều. Một pha stun đồ, pha là stun đè, nhưng mà có bốc từ phía Oracle ở đây rồi, triple down nhưng mà chắc là nó nhiều quá, chạy đâu rồi, hết ban nào rồi, vẫn chạy lên chơi được. Wow, đúng rồi đó, ban nào là chơi có double down thì chắc thấy con chóc mà nó đi ra với cái double down này lập tức thì chạy hết luôn. Đang phút thứ 14 mà 200 thế này thì ai chịu nổi. Một pha stun nhưng mà ngay lập tức nó xoay rồi. Rất là nhanh tay, Epicenter luôn. Wow, Epicenter đang rip à. Và đó là cái này gọi là tay nhanh hơn là suy nghĩ rồi. Và tưởng là stun trúng được, ai dè là có cái xoay cho nên là không có stun trúng được mà không có cancel được cái Epicenter luôn. Tôi sẽ bao game bên trận này đánh hơi lỗi rồi, một pha stun có mana lít mà phải trói rồi, còn lao qua bữa xoay luôn, có tập máu mà sợ gì ở đây thì đạt lao lên xoay một cái cơ tiếp vào một cơ đặt lòng xoay tiếp con luôn đây, dồn đau với cái tango nhưng mà giống con cái tập máu còn bây giờ tập máu mất rồi nhưng mà tango vẫn còn như mình, đó là cái omen slash. Đây là ra một stun vào cái tango không kịp làm gì rồi, đau quá là nhiều, một pha gửi về được cao chưa là rồi mà bây giờ đẩy ra ở đây đánh tay rất là khó rồi, miss 60% được không, nhưng cái trụ nó bắn chết rồi. Và hai mạng bên phía nó sẽ nằm số mà đổi lại là Mibo có được một khoảng thời gian khá là dài nhưng mà farm free. Dire's top tower is under attack. Thấy được Sven một trói tiếp tục mà nhảy ra một pha stun có đâm vâng hit đánh cuối cùng mà cũng như bầu đứng gần đó hơn, tưởng là bị fusion chaos rồi chứ. Hay sao khoảng đầu game thì nó hơi thọt thọt thì bây giờ là Nick Sen các bạn dành chủ động nhiều rồi. Đây có mắt to dành cho Storm khỏe hơn được một chút rồi. Ôi, cẩn thận một pha trói ra không, bật trống ra luôn, dí luôn quăng lên một pha trói lại nhưng mà không trói về anh trụ rồi ạ. Bây giờ chó dính thì chết á. Nhưng mà không, có thằng riêng bên phía cô bao cho mình rồi. Lao rất là nhanh tổn hết hồn, nhưng mà có Blink trên người của xanh chân rồi. Đây gửi về được sao cho lời đang dồn ra vào. Đạt ơi, có bao giờ không có thú nhân từ phía Oracle rồi. Một pha mana lít ra bây giờ là dồn ra vào phía lại Storm lướt lên đòi rồi. Ở đây thì mặt trống lên, chỉ lên từ phía của Tango. Mà ở đây thì một pha stun, stay to storm luôn, vô ra vào cái con Mibu này. Nhưng mà sao một pha Epicenter rồi, Mibu lên bẻ rồi, tiếp tục lên Epicenter, nhảy. Thôi dẫn chưa chết rồi, một pha kéo cơ, giết được mạng của Span rồi. Ở đây thì Storm lao ra, giết được mạng của Cancellor cũng như là mạng của Chakalot. Nhưng mà triple kill cho đạt cái mạng của con Ojibachai ở đây thì 2-1, hơn 2-1, không có cây, đạt không có cây. Đứng cái chỗ không có cây thế này thì sao mà chơi, mà kéo lên thì cố gắng tiếp cận lại được cái con Disaster cho mọi người, một pha kéo lại rồi, tiếp tục kéo đi vâng. Sau những pha kéo tới kéo đôi thì Đạt cũng phải chấp nhận số phận nữa là lên bảng điểm số rồi. Có thể nói là một pha team wide dành cho bên phía của Power Gaming đến 3k5 tiền. Rồi chứ là đến lúc bây giờ còn là khoảng 4k kinh nghiệm thì 2k5.
ba vừa rồi Storm chơi khá là hay, ăn cho mình được cái triple kill luôn. Bây giờ có tiền nó tiếp tục lên đồ rồi, có thể tiếp theo sẽ là một cái orchid giúp cho cái việc đi găng của anh dễ dàng hơn. Còn mình sẽ xem đi bầu có gì vậy, đi bầu có cái challenge rồi, có blink luôn. Đây là éo bỏng cho anh tích tiền lên cho mình cái blink. Chắc là nó thì sao đang lên cho mình, đó là cái manta. Manta này sẽ để ứng phó với cái sai lầm của Storm. Sven thì có được blink, eco saber và ham up dominator rồi. Mà trai thì có về máu mà thôi. Disruptor về mana. Còn Goblin đang lên veo đến từ phía của Sun King. Và bây giờ các hai tên sẽ đánh chậm lại thôi. Sau cơ bắt dữ dội vừa rồi thì chậm lại một chút xíu ở trên top. Đang có bình rất là nhiều trả lời với một cái sen. Mà liệu có cho một pha smoke ở đây và một pha gửi được con cam tên lò về một pha blink lên đi của Nessen. Có trói được không? Trói được không? Thì sắp xa rồi. Mà Storm thì vẫn thoát được. Thôi kệ, mạng nào thì hay mạng đó, ở đây là sao? Một pha mana lift đang dồn ra vào có nhảy. Nhưng mà bật cho mình cái tích lần. Giờ không có gì chăng sẽ tên lê cả. Phí một cái nhảy đến từ phía của Chocanon. À, mình nghĩ là bây giờ Power Gaming họ nên giành thế chủ động. Mình thích xem giờ đang dẫn Power Gaming họ phải giành thế chủ động để mà đi găng tạo ăn chống cho Sven farm. Bây giờ Sven phải cầm đồ như thế này thì vẫn chưa được. Giờ Storm mà có Orchid cho Storm găng lên Orchid và có Orchid Smoke găng cùng với lại Ultimatra và Sun King tạo ăn chống cho Sven farm. Với cái Orchid thì Storm nó sẽ farm găng dễ dàng hơn. Mà nếu mà có sự trợ giúp của Sun King hoặc Chimatra nữa thì họ có thể 1-3, có thể là con bắt 3-3 hay là 3-4 luôn cũng được nữa. Thì cái lượng down của họ gây ra rất là nhiều. Đây là sao? Thấy được không? Wuxin đây là dồn down vào Wuxin tự bất tử mình trâu kéo một chút xíu thời gian nhưng mà sao được nữa? Trâu kéo một chút được 5 giây thôi rồi còn mạng nó thành công dành cho bên phía của Power Gaming. Mà đồng thời không có mất hết tin tốt và mất hết trụ ngoài rồi đó. À, nếu mà nói về đi farm thì chắc chắn không phải là farm lại con Meepo rồi. Chỗ nào cũng thấy mặt Meepo rồi đó. Sven phải cần lượng đam nhiều hơn nữa thì mới kết thúc được con Meepo này. Meepo là cái gì rồi? Vâng, đang lên Hex. Đây, thời là 2 thời là xuống luôn. Phúc giá phúc tóc chạy đi luôn. Có binh rồi, cái đầu mắt này của bên phía Nex xe thấy gần như là toàn bộ bằng thấy 3 người bên phía của Bowie mình rồi. Có binh vào một pha smoke, ở đây là một pha smoke đến từ Venetian luôn, sẽ chạm chém ở đây nha. Ui, đi rồi 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 đi hay quá, họ không đi đâu. Một pha mất smoke rồi, một pha Osmilas ra luôn, nó có xoay thẳng vào mặt Disruptor. Disruptor lên bản thì chưa thả anti. Đây là một lợi thế cho Venetian ở đây thì Oracle đang bị phọc cho sao ở bản ở nhưng mà Bushin đó là Bushin ở bản như vậy đó, chứ mà cũng đã giết được mạng rồi. Chúng ta vẫn chưa giết mạng được mạng của Storm, nhưng mà ở đâu đó thì chắc là mất bản rồi. Đây đang dùng nam lại vào phía của Sven. Đang dùng nam Sven tiếp tục vào chói. Sven đứng yên một chỗ không đi đâu được cả. Chói liên tục cho phía của Dimmerland Heaven. Đang dùng nam vào hai mạng đứt bột kia lại cho Dimmerland Heaven. Chói liên tục luôn. Cái con Sven nó không thể nào đi đâu được. Một pha mana lift ra, rồi tiếp tục một chói kéo cô lừa sẻ nó từ phía của Super Saw. Một mạng cho anh. Bốn người tới bầu game mình ở bản. Vâng, bây giờ cơ hội rất là tốt anh cho bên phía của Nexen Android Sun. Và hãy cẩn thận cái con này.
thấy nó đang đứng ngay con mắt luôn. Nó đang đứng ngay con mắt luôn, đó là mình. Đây, nó là trong não. Destructor xuất hiện, mình nên nhớ Destructor vẫn còn như mình đến Tết Storm. Cháu lên cầu đông 1 và lao vào như vậy thôi. Cho mày chết được rồi, chạy ra luôn. Vẫn chưa chết, ở đây là trong cái lớp đang chặn đầu. Tiếp tục không, phải chuyện được đi thăm đây, không được rồi. Một phát cho mày chuyện rất là hay đến cho mình Storm. Một phát gái về được rồi, chắc được rồi. Nó búp lên và kẹt vào, vẫn chạy được. Một pha job agent tính toán thời gian cần quá có chuyển sang cho đường của Stone. Tiếp mình sẽ thành cái ngồi hội vào đó. Vâng, có lock dành cho Timbershaw rồi. Tăng thêm cái khả năng disable. Và thêm một cái công cụ để mà giúp cho cản bên kia có thể tele hay là chạy trốn. Còn 4 người Nexen này tập trung ở đây. Trên là tích góp thì hơn 5k, kinh nghiệm cũng hơn 5k một chút thôi. Lợi thế vẫn dần cho Nexen. Mà sát bước sang mid game thì vào ở đây là một pha giết vào phía của KTL. Vâng, tiếp tục lao lên, ok, nhắm thẳng vào đầu của Ushin luôn. Ushin chơi này chạy không thoát rồi. Vâng, nổ cái tele mà vẫn chưa chết, bút cho mình cho bất tử đang dồn ra vào. Ở đây thì tele về nhưng mà nghĩ là không kịp rồi. Vâng, nhưng mà Storm phải bỏ mình sẽ xịt lại. Thí mạng là một pha Storm từ đầu biết bao lên Storm 2 luôn, bây giờ đam rất là to lên từ phía của cái rất sen em xin đầu anh dùng đầm với đạn nó bỏ chặt cái đoạn tiêu rất là trâu, nhưng mà ba người quýt ra cái này sao mà chịu nổi. Tức cô kia dành cho mình vơ còn so với là bài bắt ra lên từ vơ chắc là không. Có bài bắt ra lên từ vơ của con cho sẽ lợi chứ. Bốn người mình đi ra xe là vậy. Manta dành cho chắc là nó rồi. Storm khi mà nó hơn một pha lao vào, có bước lên mờ, tự lóc lên, lao vào, dùng đao vào phía cái tao TL, dùng anh Ti, tên Storm đặt ra đây, dùng đao đặt cái bổng. Ở đây tao TL vẫn chưa chết, nhưng mà đặt cái bổng thì sao? Vâng, đặt cái bổng thì vẫn sống rồi, đây một pha nhảy đến trường vương, nó dùng đao ra, từ đây đặt cái bổng. Nó vẫn chưa ai được cái bổng này, mình chết chặt. Bây giờ thì, con ông sẽ ra lên bảng rồi, bây giờ dùng đao, bây giờ bảo rất là trâu. Bốn người bên này mà không chết rồi, mà, chết rồi. Bốn người quýnh anh luôn. Tiếp tục là một pha combat thành công đến từ phía của Power Giang Minh. Pha đó mà có đi bầu nữa cực kỳ ngon luôn. Khi mà bên phía Power Giang Minh họ giặt dẹo hết rồi, máu không còn nhiều nữa. Còn Storm đang 24 cái 24 chặt Blaston. Wow, thế này là mana xài không hết luôn. Một pha smoke đang chăm me con Storm, và Storm như thế này thì rất là khó giết nó. Có hút trên người của họ chưa trai rồi. Lên BKB đến từ phía của Storm. Về một con BKB như thế này thì quẩy cho combat ai mà cản nổi. Hai support này lên bảng là trong vòng 3 lúc nhẹ. Đây đang đợi Sven ăn con Roshan, ăn đóng Aeson xong sẽ một pha smoke ở đây. Một pha smoke 5. Này là hoàn toàn có lợi cho bên phía Power Gaming. Có con Storm, có một con Storm khỏe như thế này, việc mở combat với họ là chuyện dễ dàng thôi. Khi mà bên phía của Nexen đang bị Storm quấy nhiễu thì là cơ hội để cho Disruptor đặt cũng như là sanh kinh ra cái anti của mình. Sven chỉ vào ba lao vào một mét thôi cũng được.
có vẻ như fan smoke fail rồi, người thấy được không? Nếu mà ăn thì ăn được mạng KTL thôi, mà anh lên khá là xa. Không thấy anh viên nào bên phía bầu người mình, nhưng mà anh lên vẫn khá là xa. Rồi Storm lao ở đây, thấy được KTL rồi. Nhưng mà KTL núp cũng rất là hay. Storm xuất hiện là bây giờ bầu người mình họ hiện nguyên hình rồi, không còn trốn tìm nữa. Có vẻ như bên phía Nexen là hơi chững lại với quốc chứ bằng không, kinh nghiệm cũng về bằng không rồi. Storm bầu em minh họ trở lại đó là nhờ Storm. Nhờ cái pha chốt agent của anh. Và Goblin trên người của Timbershaw rồi. Mi bầu đang đứng khá là nguy hiểm, nhưng một Goblin còn cũng khá là nguy hiểm. Là rất là nhiều người phía của Storm đang focus vào KTL bằng bật BKB luôn, đánh cực kỳ chắc ăn. Ở đâu đó thì ở đây thì cho Mi bầu chết rồi. Xin lỗi các bạn, pha vừa rồi rồi quay cam không kịp. Bật luôn cả cái Ghost Train này như thế này thì chắc là một pha kéo về. Không kịp bật pha được cát nữa. Còn đi bao bây giờ đang khựng rồi. Anh khựng đồ rồi. Nên thì cái hét xong là khựng luôn, đúng đó luôn. Tên ngu cũng vậy. Rồi có ra hét à. Đây là bầu về mình họ đang bước cái tụi top này. Sức bút là khỏi nói luôn, đây là rất là xa, xăng như giả luôn. Xăng đang xuống giá. Radiant's top tower has fallen. Còn phút thứ 10 thứ 20 giờ mình sẽ cách xe nó có lợi thế rất là nhiều, nhưng mà sau khi con Storm mới có được cái blast ở cái object rồi đi găng rồi lợi thế bây giờ đang mất dần. Giờ khó như cách xe lắm cái con Storm này, cực kỳ đáng sợ với 25 cái blast stone. Ở solo kill con nào cũng phải lo, có lo nhiệm vi luôn. Mình thì thấy hết. Đi bao thì vẫn cái người đẩy lan thôi. Cắm mắt mà sao thấy từ đây. Ô bọn em mình học tập trung hết trong đường luôn. Có cái JDL dành cho Sven rồi. Đi phô dành cho Sucker Knock rồi. Giờ đây là dành cho Sven. Bật gót trang lên chém đi. Wow, không dám tin tưởng. Cái này là toy mi bầu rồi. Đang tay đến từ phía của Sven. Đã Magic đến từ phía của Stinster và cái Elicenter. Sâu cỡ nào cũng không thể là sống được qua cái combo đó cả. Chỗ này là phô vô phương mà. Và đẹp rồi. Radiant's middle tower has fallen. Đang chỉ qua là chơi trò đẩy lan, đẩy hai lan lên rất là xa. Dire's top tower is under attack. Mình bầu có 203 vẫn chưa biết sẽ là cái gì. Con Huston thôi. Hơi liều, phải nó hơi liều rồi đó. Một pha smoke đến từ Fluminescent. Họ smoke và Roshan ra. Roshan còn khoảng 30 giây nữa. Một phút nữa chứ, gần 1 phút nữa mới ra rồi. Có gì bay trên người của Van. Có đồ xanh. Hai bên đang cầm đời quan họ tranh
cái thời gian rồi xanh rất là chuẩn. Nếu mà đánh nhau ở ngay chỗ rồi xanh thì cái bầu trong bên họ có lợi thế hơn. Cái việc họ có tăng kinh và con disruptor mắc kẹt ở đây mà kẹt vào cái lầu mà bị dính cái storm với cái em sinh tờ là con mở tới nhà pha lao lên đến từ phía bên fan dồn ra vào phía bên fan ngay bên một pha bóp bóp tử ở đây có nhảy nhảy có nghe chẹt còn đó là chặt thôi có cần rất là nhiều nhưng mà không đam to quá bài bắt này đến từ phía bọn giúp lên là bằng phải em sinh tờ xuống cho cushion lên bản em sẽ kiếm đến bên tên ở đây chờ một bên nhỉ đặt cái bóng vào cho tên rồi có sự xuất hiện của giúp lên là bằng người lượng đam của fan nó quá nhiều đi. Và GG Webplay được gọi rồi. Và GG Webplay được gọi đến từ phía của Xen. Như vậy là game đấu cuối cùng ngày hôm nay Power Gaming là người giành chiến thắng. Mà không sao, chúng ta vẫn có được cho mình đó chính là hai trận thắng. Như vậy vẫn sẽ vào được vào vòng playoff thôi. Cảm ơn các bạn đã theo buổi stream và bình luận. Mình là Dino Caster của Xen. Hẹn gặp lại các bạn và trong những trận đấu tiếp theo.